giữa thân dân trước hết thấy dân Ngài. Trên chú tùng là sự thông hiền, mong Chúa đi đâu. Chúa là Thầy, mà Thầy còn rửa chân
ơn anh em, mà thầy còn rửa chân anh em, thì anh em phải rửa chân cho nhau. Chúa mà rửa chân con sao, lạy Chúa. Chúa mà rửa chân con sao, Chúa. Anh chăm thân mến, trước khi từ giã các môn đệ, Đức Kitô đã lập bí tích thánh thể, thiên chức linh mục và rửa chân cho các môn đệ để bày tỏ tình yêu và làm gương cho Ngài về tinh thần hy sinh phục vụ. Giờ đây chúng ta cùng cảm tạ Chúa và hiệp ý cầu nguyện. Xin Chúa ban ơn cho các linh mục trong hội thánh, cách riêng các linh mục trong giáo xứ luôn can đảm vượt qua mọi thử thách, cám dỗ, danh lợi vật chất trần thế để trung thành với ơn gọi mà các ngài đã lãnh nhận trong ngày chủ chức.
Chúa xin đưa tay đỡ đứng,
dìu bước con trong đời, gian gieo niềm vui đến mọi người. Thank you.